Thưa cha, con ở Ninh Thuận, con năm nay 68 tuổi. Con được ơn Chúa là con đến đây là 17 ngày rồi, 27 ngày rồi. Là con thuê trọ con ở, mà khi con được ơn Chúa là 5 ngày con đã được ơn Chúa. Được ơn gì? Thưa cha, con bị thiếu máu não trầm trọng, mà bác sĩ nói là sắp teo não rồi. Ơn thứ hai là con bị xuyễn, năm nay con 68 tuổi mà con bị xuyễn hết 63 tuổi là con đã bị rồi. Rồi con ơn thứ ba là con bị bệnh bao tử sắp lũng rồi. Ơn thứ năm là con bị đường ruột trầm trọng, ăn không được nữa, ăn không tiêu. Ơn thứ sáu là con bị thiếu canxi trầm trọng, là thoái hóa xương, đã hết các xương, là con đau nhức hết cả người luôn. Thế thì hôm nay con đến đây là được 27 ngày, mà ngày thứ năm là con lành được từ từ, rồi 10 ngày là con lành hết tất cả 100% luôn. Hallelujah. Thưa chị em, bà này toàn cái gì cũng sắp không à, bao tử sắp thủng, lão sắp teo, có mấy cái là bà cũng sắp chết. Và bà đã đến đây 27 ngày, hôm nay là ngày thứ 27, nhưng mà kể từ ngày thứ 5 thì bà được Chúa chữa lành. Từ từ những căn bệnh ấy đã hết. Đây tôi để tặng cho bà cái máy 365 bài giảng. Đây là chàng chuỗi bên tôi cho ngày thứ 7 kính biết mẹ. Và đây là kỳ quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi chào bà. Rồi tới con.